Wow, một vườn cây đẹp quá. Một vườn rau này. Ô, con gì đây? Con gì đây? Một con sâu à? Không phải, đây là con rùa. Sea turtle. Một con rùa. Sea turtle. Cho vào giỏ này. Sea turtle. Nhìn kia, một bạn rùa đang bò trên biển. Sea turtle. Bạn rùa này chuẩn bị bơi xuống biển rồi đấy. Đi tìm tiếp xem có con gì ở đây nữa không nhỉ? Đây 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 đây. Một con gì đây? Bắt được rồi, bắt được rồi, bắt được rồi. À, một con tê giác màu xanh. Rhino. Cho vào giỏ này. Rhino. Tê giác sống chủ yếu ở châu Phi, có hai cái sừng ở trên đầu. Tê giác là loài động vật rất to lớn, to thứ hai chỉ sau loài voi thôi. Tê giác cũng ăn cỏ. Ở đâu nữa nhỉ? Úi, có con nhện này. Một con nhện to chưa? Spider. Con nhện đang bậu vào quả này. Spider. Eo ơi, một con nhện này. Spider. Bắt được con nhện rồi, cho vào đây. Nhìn kìa, một con nhện đang giăng tơ. Nhện giăng tơ để bắt mồi. Khi bắt được mồi, nhện sẽ quấn quanh con mồi. Để xem nào. Còn con gì nữa không? À, một con gà con. Chicks. Chicken. Một con gà con. Chicks. Xem nào. Đây. Một con gì nữa đây? Con này là con cừu. Sheep. Sheep. Wow, đẹp quá. Cừu là loại gia súc chúng ta nuôi để lấy lông. Cừu còn cho sữa nữa. Cừu ăn cỏ. Xem nào, có con gì không nào? Các bạn nhìn xem có con gì không? Đây. Một con cá màu Fish. xanh. Fish. Còn con gì nữa không? Nào để con cá vào giỏ nào. Fish. Xem còn con gì nữa không nhỉ? Ố, trên đây có con gì này? Con gì này? Nó đang chọc cây. Một con thằn lằn màu vàng. Lizard. Con thằn lằn đang chọc cây. Lizard. Ô, câu được con gì đấy? Câu được con mực này. Một con mực màu xanh. Hết chưa nhỉ? Đi tìm xem còn con nào nữa không? Ô, đây 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 đây. Ô, con tôm biết trèo cây này. Lobster. Con tôm màu đỏ đang trèo lên cây. Lobster. Được rồi. Mình đi xem nào. Đây, hôm nay mình có được những con này đây.